Đây là một bức ảnh tuyệt đẹp trong thế giới động vật. Mẹ của chú Hươu này đã bị những người thợ săn đem đi. Sau đó vài ngày, người ta đã chụp được khoảnh khắc chú hươu con đã nằm cạnh một con hươu bằng gỗ đến từ bãi rác thải của công viên. Chú ta vẫn nằm sát con hươu gỗ này bất kể nắng mưa và nhất quyết không rời đi. Tính mẫu tử vẫn luôn là một thứ gì đó rất ấm áp, dù là trong thế giới động vật.